Xin chào mọi người. Hiện tại thì mình đang có mặt ở khu chợ Cá Cảnh ở chợ Dư Hàng, Hải Phòng. Mời mọi người tham gia buổi review của mình về Cá Cảnh ở chợ Dư Hàng, nó có khác gì so với Hà Nội không nhá. Nhiều nhỉ. Đấy, ngồi chọn cá này. Một trong những cửa hàng lớn nhất ở chợ Hải Hàng. Ôi, nó nhiều kinh khủng. Nhiều kinh khủng. Ôi, nhiều thế nhỉ. Ôi trời ơi, kinh khủng thật. Đầu kia nữa kìa. À, thật nhiều thế. Đẹp thế. Đẹp thế. Đây này. Ôi dồi. Đẹp thật đấy. Oh my god. Nhân chợ hàng này có những cái cửa hàng Cá Cảnh đẹp thật đấy. Oh. Hàng đẹp thật. Thì cái đấy là em phải làm động tác là tiền. Anh mới để lại, còn không là anh không để lại đâu. Đây này. Thế cả anh mới gọi hàng về. Rùa. Rùa. Bể đẹp phết này. Đẹp thế nhỉ. Đây
600 con đi. Vàng. Đây, mấy bạn nhỏ đang chọn rùa này. Rùa bảy màu, rùa nước, rùa cạn. Đủ cả giun, cây, thủy sinh. Khá là nhiều. Xê can, hở vằn, chân trâu. Thần tiên. Loại trân châu. À, người đi chợ thấy đông thật. À. Rất là nhiều. Đẹp thế nhỉ? Nhiều ghê. Ui, những con chép to thế. Siêu to khổng lồ. Đây, cái giống cá khá là lạ. Có chân này. Quên mất tên rồi. Đây là một xe cá cảnh rất là đặc biệt. Rất hiếm khi mà mình thấy ở cái xe cá cảnh kiểu này. Đây là lần đầu tiên mình thấy ở chợ Tư Hàng. Đấy, đang chọn cá. Rồi, rất là đầy cá. Rất là thú vị. Úp cặp đi em. Cá này ở đây mà bao tiền một đôi rồi bạn? Đôi hạ hắc hoặc là chân châu chẳng hạn. Vâng, thì bao tiền ạ? À, 10.000 một đôi, rẻ nhỉ? Ui, cả cảnh nhiều ghê. Đây, bên trong nhiều cả cảnh đẹp. Xê can, chân châu. À, thần tiên mắt đỏ, thần tiên thường. Ai à, đây là gì nhỉ? Neon, quên mất. Nhiều loại thế. Nhiều ghê. Úi xời, nhiều thế nhỉ? Đẹp hết. Ôi ôi, cửa hàng nhiều. Neon bảy màu, kiếm mắt đỏ này.
rất nhiều.